Thưa quý vị, với nhiều người Việt, rượu bia là thức uống không thể thiếu trong các cuộc vui, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, rượu bia càng được sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng rượu bia không kiểm soát hoặc là uống rượu bia không rõ nguồn gốc, chất lượng, thì nguy cơ ngộ độc rất cao, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thế nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều người bàng quan trên mức độ nguy hiểm mà bia rượu gây ra cho sức khỏe. Mới đây, người đàn ông này ở huyện Long Điền được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng hôn mê sâu. Theo thông tin từ gia đình, khi đang uống rượu với bạn bè thì ông bất ngờ gục xuống. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định ông bị ngộ độc rượu. Do có tiền sử bệnh tăng huyết áp, lại uống rượu quá nhiều khiến huyết áp ông tăng đột ngột, dẫn đến xuất huyết não. Nhờ cấp cứu kịp thời, ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm điều trị tại khoa nội. Gia đình bệnh nhân cho biết ông có tiền sử uống rượu gần 50 năm qua. Có ngày ông uống đến hơn 1 lít rưỡi rượu, nên ông mắc nhiều bệnh có liên quan đến rượu như xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp. Cứ uống cũng như là quen rồi, nếu có bạn tới là uống hay là không có ăn. Ngày vậy cũng tầm khoảng là 4-5 cử đó, chắc cũng chả nhầm cũng là gần cả lít rồi đó. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Bà Rịa, số bệnh nhân phải nằm điều trị vì ngộ độc rượu không hiếm. Chỉ riêng năm 2018, khoa tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị ngộ độc rượu, trong đó có những trường hợp không qua khỏi. Trong năm qua thì khoa cũng tiếp nhận một số những cái ca ngộ độc rượu, chủ yếu là tình trạng nặng thì bệnh nhân thường hay bị ngộ độc rượu methanol, tức là cái rượu mà pha rượu của cồn, rượu công nghiệp á, thì bệnh nhân vô trong tình trạng rất là nặng. Bệnh nhân có thể là trong tình trạng hôn mê, rồi trong những cái tình trạng mà có những bệnh nhân là vô là đã ngưng tim, ngưng thở rồi. Ở dưới cái khoa cấp cứu người ta đã hồi sức cho bệnh nhân thành công thì người ta chuyển lên đây để mình tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Thì những cái ca mà ngộ độc methanol thì thường là phần lớn là mình phải theo dõi rất là tích cực, rồi có những bệnh nhân buộc phải lọc máu. Thì nhưng mà cái khả năng mà để mà thành công thì thường rất là thấp, bởi vì bệnh nhân thường đến với mình trong cái tình trạng quá nặng rồi. Tình trạng ngộ độc rượu xảy ra ngày càng phổ biến và nhiều nhất là vào các dịp lễ Tết. Theo báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, dịp Tết Nguyên đán năm 2018, chỉ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 60 trường hợp bị ngộ độc rượu. Nhiều trường hợp được người nhà đưa đến cấp cứu muộn nên công tác cứu chữa rất khó khăn. Là mình uống rượu bình thường thôi là cũng có cái tình trạng như bệnh nhân trong tình trạng say nôn ói nhiều. Nhưng mà cái methanol của mình khi mà mình uống vào có tình trạng là bệnh nhân nôn ói. Những bệnh nhân thì sẽ bị mất tri giác, mất cái thị giác của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể nhìn mờ, sợ ánh sáng. Rồi có những bệnh nhân thì rơi vào tình trạng mê. Có những bệnh nhân thì bị trụy mạch luôn và có những bệnh nhân tử vong. Đó, thì khi mà người nhà mà phát hiện ra bệnh nhân mà mình thấy mà bệnh nhân thị lực mà tự nhiên giảm sút, hoặc là bệnh nhân tự nhiên nó tinh thần mà nó không được ổn định, kích động hoặc là lú lẫn hoặc là lơ mơ sảng gì đó, hoặc là nôn ói nhiều, thì mình tốt nhất là mình cứ đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt để người ta loại trừ được những cái ngộ độc nặng để người ta sớm mà xử lý cho bệnh nhân. Thống kê của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thì năm 2017 cả nước xảy ra 10 vụ ngộ độc rượu với 115 người phải nhập viện, trong đó 11 người tử vong. Năm 2018 thì cả nước có 15 ca tử vong do ngộ độc, thì phần lớn trong số đó là ngộ độc rượu. Để có một sức khỏe tốt, một mùa xuân an toàn trọn vẹn, rất mong mọi người cẩn trọng hơn khi sử dụng rượu bia.